đất này ra đủ thầy sao vậy thầy sao đủ thầy sao tăng ngài qua đất thọ cầu quỳ thầy lục tự nhiên thượng đế để định đồ tuy là nhược tiểu con tội nhược tiểu con thằng mới chút chút mà ngày sau giang quốc gì ngồi mình chủ quyền dứt long án hương quyền khối tọ nguyện nên hình cao cả thần thông tự sanh cũng kiếp bụi hồng xa dòng ác chất mà giữ lòng thanh cao xin các đấng như màu thần thánh thức tinh đời nếu chánh lần qua chẳng còn nam bắc cách xa đồng bào chủng tộc hiệp hòa thương nhân dứt khổ nghiệp binh đao chia sẻ cùng nhìn nhau một mẹ hồng bàng kề dây ta nhìn dự gian sang mà tiền nhân chảy mật phơi gan đất bồi. Đinh Liên Hoàng, ông Lê Đình Kiệt, ông Lê Dân Việt là gốc của mày đó, gốc của mày là Lê Dân Việt đó. Là chứ kinh kinh tế là ông thệ ông Cử Đà, à kinh kinh tế là ông Cử Đà, ông thẻ số 4 là ông Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực với ông Phó Cơ Điệu thằng Nam Hải là bốn ông ba ông này nè ở kinh Kiên Giang, thằng Nam Hải Phó Cơ Điệu với ông Nguyễn Trung Trực là ông Nguyễn. Tại vì mấy bé không có biết bốn thẻ này đâu, mấy bé chỉ nói về đạo lý của thầy đổ thôi chứ mấy bé giờ có biết nắm về gốc cội của tiên gia tống tổ để giữ gìn đất nước. Tao lặp lại ông thẻ số một là ông Nguyễn Văn Kiều, rồi là ông Võ Duy Dương. Ông thẻ số hai là ông Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Lý Dân Việt. Ông thẻ số ba là Cư Đa Nguyễn Thiên Thật, ông tên là Nguyễn Thiên Thật nè, ông Cư Đa 12 Phật đạo. Thì số 4 là ông Nguyễn Trung Trực với ông thằng Nam Hải với ông Phó Cơ Điều. Thằng Nam Hải thẻ số 3 4 là bốn ông này ta biết gốc gác hết trời mà mấy bạn không biết, mà mấy chỉ nói về đạo lý hiền lành thôi. Còn mày bây chưa có biết lịch sử của tiên gặp ta biết theo dõi gốc từ bi mấy người là ông Nguyễn Xuân Thiếp, Nguyễn Xuân Thiếp là ông làm thơ theo dõi gốc từ bi mấy người phàm tâm kia đà gùa chưa, tại vì ông Nguyễn Xuân Thiếp là làm thơ chỉ làm thơ là tiết kiều tiết dần nè hả tâm. Có người cô yêu ba giờ nè. Thôi bây giờ để quay phim. Đi ra ngoài đường đi, ra ngoài ngoài chơi đi. Rồi đi. Bệnh theo à, mày còn mặn. Chúng cái thì nó chết đi. Chứ không có hết. Tại vì phía xa bệnh dịch không có hết. Coi là rồi cảm ơn. Vô ăn hết không? Được được rồi cảm ơn. Hết không người ta chia khác, hết không? Bỏ một tội. Được đâu. Rồi được, cứ chia rồi cảm ơn. Bỏ một tội. Nè. Rồi. Đây là nè. Bệnh dịch hết. Đây bệnh dịch không có là gì? Tại sao? Là mình được cứu là không có đây. Mình được cứu là cố gắng duyên với Phật, còn không được cứu là thực thể Tây An hồi đó cứu bệnh dịch đức thầy Tây An, bệnh dịch không có nè mày tà này bệnh dịch không có hết, bệnh dịch lan tràn không có hết, mà người ăn tương không có bệnh dịch, còn người ăn mặn mình mấy giờ bây đứa này về đây ăn tương lên cái tâm à. Trong cái kẻ dán tương nhầm dán tu, tại vì tu là từ bi hết, trong còn ăn ba cái gốc nhục chúng sanh đó là tâm từ bi sánh thay ngọc ngà, trong các báo khô bì sánh thiện mà còn mặn thì sánh thiện không có, cho nên tâm từ bi mày phải phải giữ chứ, để giới thì trai là phương pháp thiền từ thầy rút tới non bồng à. Thả thiền từ bến giác năng niều, kẻ hiểu đạo mau mau hiểu bước xuống. Người nào hiểu đạo thì bước xuống đi núi. Tại ta không đi là gì? Ta té. Cái mày đi rồi bữa đó ta muốn đi theo.
ta biết máy bay đi núi là thiền tờ của bay đưa về non núi để gom con tiên cháu Phật. Năm đó nè, năm con mèo nè, là đức thầy Tây An là tuổi đinh mèo, ngày năm nay là quý mèo. Vì quý là thiên phạt, vì quý là chị thiên là thiên phạt, chị quý mèo là năm nay là đức thầy Tây An là tuổi đinh mèo, còn đức thầy mình là tuổi quý kỷ mùi. Đức thầy này nè là tuổi kỷ mùi, còn đức thầy Tây An là tuổi đinh mèo. Chữ đinh, chữ đinh thân cực tâm nhàn, gặp cánh trái ngang cũng cười là mày chữ đinh. Mà biết sao xui việc thiên cơ cũng rõ sao. Đức thầy đã nói hùng tở mà không ai biết bài tổng đố của thầy. Bài tổng đố là hơi chuyên sánh với bài tổng đố, ai biết tâm thì đặng hơn nhờ. Ta khuyến dân tu dân cứ mời à, sợ gạt chung kiếm chủ kiếm cát, đức thầy đâu có kiếm tiền đâu. Tại vì lời của đức thầy nói là lời bài tổng đố, mà tao tìm được bài tổng đố của đức thầy. Tại vì sao? Nhà giới pháp nè, ta không giữ nghiêm nhặt. Một là luật không giết loài sinh vật, hai không trộm cắp của ai, ba không dâm tính khuyết nào kệ, bốn không giới trá sai ngoài kẻ khác, năm không uống rượu say xưa rằng à, lại thêm đảm đắc lực sân si. Biết sao cùng mê si quyết giải vậy là tu tiêm hành ăn cần bố thí, mình phải có hành pháp chấm làng làm sao trời trời. Này em Nguyễn Trung Trực là cái này em trả lại bổ sinh chị Hương nằm theo thầy. Thầy tè tao đâm bao thế thầy nè. Dùng hả? Thầy đức thầy tè ăn mẹ không thờ, bà mừng người thờ. Bà mừng bà thờ vô dài vậy à. Ông đức thầy tè ăn bổ sinh chị Hương, tôi thấy tôi kêu ông tiên không à, thấy ông vô dài vậy. Bà phát thơm quá, từ từ lên quá xong vô bà tất phơ tất kêu ông tiên rồi mà tao đâu biết Phật Thầy Tèn. Sau này về với con mười tao mới biết Phật Thầy Tèn là mới tìm gốc của ông, gốc tích của Phật Thầy Tèn à, không phải là thấy Thầy Tèn thấy mẹ luôn ở trên đi xuống là dắt Thái Tử tự nhiên nhiều xíu gì thấy về không phải luôn chó cũng khoai cũng nhiều mà ăn ngon không giải đâu, thấy vua vua thứ 18 luôn, vua Hùng Vương ông ta muốn nắm vàng 18 đô ta à. Yeah. À, tao thấy hết các chi Phật bởi vì tao mới về đây quyết chí tu hành. Bây giờ bỏ kinh mà không phải bỏ, nhưng mà theo thầy là đọc kinh giảng của thầy chứ không phải bỏ. Và kinh mẹ, đọc kinh mẹ lòng như sao tao thu hết trơn, chính chú Đại Bi cũng thuộc, thuộc hết trơn. Bây giờ biết sao nói em nghe đạm thuốc nè mày. Bây giờ mày ngon là nè, này kho này cũng có căn viên lớn lắm. Tại vì kho mày không Nguyễn hay kho lương ngon à? Lương họ Nguyễn, họ Trần, họ Đinh. Lương Gánh họ. Họ làm lương bé tề theo gánh họ. Bởi vì mấy em cười bắp hỏi tao hồi gì tao họ lương nhà họ lương áo một khuôn ngô. Về tao có đi mưu lương hoàng sao. Sau này thằng Phò chưa đi miêu nhà họ Lưng. Nhà họ Lưng đẹp. Mày à Phò, mày chưa đi gốc con của mày. Tao có ghe nhà họ Lưng, có ghe, có chiếc thà chiếc ghe cái miêu đẹp lắm. Ở bên núi nồi vậy. Tao chạy ngay đó tao vô cái miêu qua họ Lưng. Nhà họ Lưng ngó mẫu khôn ngô với trừ chính. Không phải là gốc của mày là tu hả? Còn cuốn kinh Lương Quang Sám tao có đọc qua. Lương Quang Sám mày cũng có biết đâu. Kinh Lương Quang Sám mà ai
làm tội gì là đọc cuốn kinh đã được cứu cánh rồi. Ở diện phố này cô nó tù. Hồi đó là ông tu, bây giờ tu rồi. Mang tên Măng. Nè, ăn bắp đi. Sao mà mấy đứa này gặp ba mày đâu? Để cái bắp cho ba. Không mang. Dạ dạ dạ, vô đi. Ba tiên, ba tiên sắm nộ lớn rồi. Ờ về mấy mấy đứa này về đặt Phật mà, để đặt cái vàng này. Đất Phật ra chợ năm lần Phật xuống ở đây đây đó hỏi thì sau đó nếu để chờ sắm nộ vô mà ê ba tấm ăn năn rồi chắn rồi qua hỏi ba tiên khi nổ á. Nè cái giấy núi vàng phải để chờ sắm nộ gian sinh nè. Ba tấm ăn năn đã muộn. Tao biết nhưng ta, tao biết chị gì chứ hả? Mình là con của trời. Mẹ xuống kiếm nào mẹ nói mày con tao, mày con tao. Mẹ mẹ như chì Phật đâu. Mẹ xuống kiếm nào tao thấy Quan Âm mà hiện tiền luôn. Mỗi mất ra thấy mẹ Quan Âm Đông Nam Hải bay gì lạ lạ. Chứ không phải Nam Hải, Đông Nam Hải. Mẹ mặc áo màu xanh đọc chui. Hồi lúc nhỏ tao đâu biết. Má tao mua màu xanh đọc chuối, tao mới chịu dắt tao đi chở lựa màu xanh đọc chuối. Bây giờ lớn rồi tao không kén màu. Ừ. Nếu đề chờ cái nổ vậy mà cái nổ nè, nổ nó chạy xuống nè. Ông kén bay. Kén bay ông gấp hết trơn 500 người một ngày. Còn 5 triệu ông nổi lên. Mấy bạn đó mấy người không biết. Không biết tao biết hết kìa. Nói tao là khùng đi nhưng mà không khùng, khùng của Phật ngôi trời chứ nào khùng của người đẳng chi đâu. Mẹ đây này cũng có căn được tha thứ, là căn của mấy đứa nhỏ nít nè được tha thứ hết kìa. Đây lâu đời nếu cái mày lâu nào đổ đại nước cắm lộ. Tại vì người ta chưa biết, chưa thẳng đuổi xuống không. Đầu đại nước cắm lộ Nam Hải là núi nọ lên nè. Rồi chỗ cái tòa lâu đài là nước ngoài nó thấy sáng cực. Nó mới đem 18 nước, mới đem xong ống vô. Tao thấy 18 nước cỡ ngựa. Còn 18 nước mình đứng hàng đầu thì thiên thập bát cuối đầu hết trơn. Là tao bọc bài đê đầu lại công thần thượng đẳng. Ông thượng đẳng bây giờ ông chết rồi. Nợ sang hà con mang nàng ngàn thu, thần quy kiếp vật kinh thù, điếm tài ảnh diệt đền bù cho non sông. Dễ giống giấc máu hồng tô điểm, trang sử hùng bao kim tạo nên. Công thần liệt dị ân trên, chứng minh hậu tấn công quên tiền đồ. Hào khí tổ xây mồ ấy quốc, nghĩa chung còn cao ngất từng mây. Các con dân lệnh đồ thầy, đại đàn nghinh tiếp nơi đi bái chào. Xin các đấng nhiệm màu minh chứng, nơi tiền đài cả bưng lòng sơ. Quế linh thần gì kia còn, tiêu giao tứ hải năm nông phải tụ về. Vinh gọi thức người mê mùi khổ, nhớ cội nguồn thi thổ quân cha. Trùng trùng điệp điệp bao la, trời nam cẩm tú huy nga tạo thành. Trái nhiều đoạn tương sanh thống khổ, 4000 năm rồi quốc tổ lưu truyền. Thành si bị thế lộn yên, vẫn còn dư vàng ngôi diền của Lạc Long. Nồi giống của cha ông thắng kiệt, nhân nghĩa cao khí tiết lạc. Thiệt hành hiền hiếu bao dung, nên chi sắc đẹp kim cung đứng hàng đầu. Mình đứng hàng đầu. Ngày qua đất khó có quy thề, qua đất này sẽ đủ thề. Sao vậy thì sẽ đủ thề sao tám. Ngày qua đất thọ có quy thề, lực tự nhiên thượng đế đã định rồi.
Tuy là nhược tiểu con tôi, nhược tiểu con thằng mới chút chút mà. Ngày sau giang quốc gì ngồi mình chủ quyền, dứt long án hương nguyền khối tỏ, nguyện nên hình cao cả thần thâm, tự sanh cũng kiếp bụi hầm, xa dòng ác chất mà giữ lòng thanh cao. Xin các đấng như màu thần thành, thất tình đời nếu chánh lần qua, chẳng còn nam bắc cách xa, đồng bào chủng tộc hiệp hòa thương nhân, dứt khổ nghiệp binh đao chia sẻ, cùng nhìn nhau một mẹ hồng hoàng. Kề dây ta nhìn dự gian sang, mà tiền nhân chảy mặt phơi gan đắp bồi, cuối lệ trước khi ngôi thần vị, cầu thanh năng bình trị non sông, nôi theo gương trước tổ tâm, nay đòn hậu tấn theo gầm bù hoàng. Dù có phải gian nan thân xác, giữ niềm tin nhờ các bậc tiền nhân, ngàn năm sự thế sẽ dần, muôn năm công lạc. Thánh thần còn ghi muôn năm công lạc, công lên, thánh thần còn ghi gì? Cuối lệ trước thiên ngô thần vị, cầu thánh năng bình trị non sông. Sao thánh năng lại nguyện? Cầu thánh năng bình trị non sông, nôi theo trước tổ tông, nay đoàn hậu tấn thề không phụ hoạ. Dù có phải gian năng thân xác, giữ niềm tin nhờ các bậc tiền nhân, ngàn năm sự thế sẽ dần, ngôn năm công nghiệp thánh thần còn ghi. Ghi tên nó đâu mấy, mấy vị có công nhiều tiền kiếp, giờ ghi tên nó đâu. Để giờ là mấy ba lời thuyết đạo về đảo Bồ Đề là dấn dương lắm, là 18 nước nó vô. Với lại trước thiên ngôi thần gì, cầu thánh năng bình trị nông sâm. Đã nguyện, nguyện chạy về. Tại ra điện thoại ta coi được, ông nguyện chơi là rồi hiện giờ ông này nổi lên, ông cứ đa ông nổi hình rồi. Nhưng cái đa là ông nguyên thật. Bây giờ ta thôi, nhiêu được rồi nè. Bệnh hơn ở sao đất này chập chập mà mình được quan âm chú khổ với thế chí bồ tát làm văn thù xưa là cứu, là các bậc tiền phật trời cứu mình à, đã đến việc phong ba biến chuyện rồi, đã đến việc rồi phong ba biến chuyện cạnh hằng chẳng đã giờ Vĩnh Long chụp nhà chụp cho mình biết trước. An Giang cũng chụp, Đồng Tháp cũng xong, ba tỉnh này là tỉnh của Phật, để sàng sảy lọc lừa con tiền chứ Phật, để sàng sảy sàng qua sàng lại kéo cổ còn mẹ tấm măng dớt súng sàng đứt mày mày là gạo khỏi tái hơn à, mày anh phó có đi đâu tao nè đi về núi nội tao ghé vô miếu Lương Quần Sáng. Lương Quần Sáng tại kinh có Lương Quần Sáng có thì bà vợ có Lương vừa đe bà thành con gái thì cái ông sư đó ông đem kinh Lương Quần Sáng đọc họ Lương Quần Sáng là bà về trời luôn. Bà thành con gắn sao bà biến gì trời gắn mờ. Nhưng mà sao đọc kinh rồi là bà một năm bé đọc kinh năm bé là bà về trời luôn. Bởi vì tu kiếp nếu không quá trễ chừng đôi đào có kim điên cùng cứu lương hiền chẳng cứu người hùng kẻ gian ác đến sao tiêu diệt thế mày đấy bệnh dịch không cứu được kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đã Ngọc Hoàng đỉnh phan tộc lọc lừa đặng mình vô hội năm qua. Ở năm qua tiên Phật đáo ta bà tìm kiếm con lành để gia nhập gì thất tổ cô quyền nơi chính suối mẹ mai xa lánh sáu đường duyên. Bây giờ bây giết không là cái hội này là cái hội lừa tiền con tiền cho bà để phò vừa dịch khi vua trở ra là mày biết ai không vua không vua hàm nghi mày biết á biết ra thịt cần dừng trong pháp là ông vua hàm nghi ông cái bọc giờ ông lên bổn sư ông tu với đức bổn sư rồi ông lên núi Tà Lơn là với ông Cư Đa ông đi với ông Cư Đa đắc đạo Phật đạo còn vua hàm nghi là Phật Bổ Sơn Kỳ Hương Phật Thầy Tè ông tên là Nguyễn Nhân Lịch chồng với tên của Nguyễn Trung Trực ông Nguyễn Trung Trực cũng là Nguyễn Nhân Lịch nhà họ Nguyễn
là sau khi ông Du Hồng Nghi ông tu đắc đạo rồi cho về Nam nó không có sự làm về Nam nó chưa ra cho thiên tính vô dằn chân liền lũ thì đe ông nói lũ thì đem hà bà trò khỉ đức thầy nói bọn kinh lung tuần muốn lấy tiền chống chim đình ghi tạo liên miên đó mà biết có nơi địa ngục kỳ xã tàu nay còn một lúc nó xả tàu rồi cháu không tu đằng con nhà bây giờ mày biết là ai ăn tương cũng được tu gấp tu kịp ăn tương cũng được ăn nữa chuẩn bị thử thách ghi nhà nhà mà nhiều thứ thách gieo gây con đó nếu ngờ lòng công khó tiêu ta việc chi còn ở trần gian là điều quyền hoặc cho mang nhân lòng nhiều khi tao cũng biết thức dậy là tao nghiệm nghi si trong lòng à mình không nóng giận ơi làm phước làm gian cứu dân loài trong bể khổ ai mà thấy mình thì mình dùng lời nhỏ nhẹ để qua biển trời giết cầu nhiều người chỉ dùng câu qua nhà qua biển trời việc cả hoàng phật cùng thầy ghi chăm bốn nghi lưu lưu mãi dạng niên thiên cổ người thiên cổ không quên quốc độ nào cũng có che hoài quốc độ nào cũng có che hoài cõi hạ trần là cõi thiên thai tại vì người ta không có độ mày về mày bắt đầu cái miếu cô miếu đẹp lên